Smoky và Lan xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với ngôi nhà nhỏ bé của chúng tôi. Ông xã của Lan, anh Loss, đang đi công tác 2 tháng liền. Smoky là người đồng hương duy nhất của anh Loss để mà chăm sóc cho Lan về khía cạnh tinh thần. Ngoài ra thì còn có bố mẹ, bạn bè và gia đình cũng thường xuyên đến để chơi với Lan. Đây là phòng khách. Lan thích cái chữ tiếng Anh hơn là living room, có nghĩa là cái nơi mà chúng ta sống. Thì phòng khách này nó cũng không phải là quá rộng. Hai vợ chồng thì dành hầu hết thời gian ở trong căn phòng này. Hai vợ chồng mới chuyển đến căn nhà ở khu vực Hồ Tây được khoảng tầm 6 tháng. Đối với căn nhà này là Lan muốn cầm hết tất cả những cái thứ ở những nơi khác mà mình đã thu thập và mình lắp ráp vào đây, cho nên là nhiều cái nó cũng không liên quan lắm. Ví dụ như là cái tủ sách này là hai vợ chồng có rất là nhiều sách, ví dụ như là một tủ sách The Shadow of the Wind của một tác giả người Tây Ban Nha. Lan rất là thích đọc những cái tiểu thuyết từ nhiều văn hóa khác nhau. Ngoài những cái đầu sách này ra thì còn có album ảnh cưới của hai vợ chồng. Chắc là một năm rửa ra được một lần. Anh Loss rất là ghét chụp ảnh. Cái hôm mà chụp ảnh cưới có lẽ là cái lần đầu tiên mà anh ấy dành nhiều thời gian để chụp ảnh như vậy. Hồ Tây cũng là nơi mà hai vợ chồng cũng rất là yêu thích. Đấy là lý do tại sao lại chuyển về đây. Bây giờ Hà Nội càng ngày càng đông người và càng nhiều những cái tiếng ồn thì tự nhiên tìm được một cái không gian ở Hồ Tây mà nó yên tĩnh, có tiếng chim hót, rồi có một cái ngôi vườn nho nhỏ như vậy thì nó cũng rất là quý. Đây là một cái tấm hình mà chụp ba thế hệ gia đình ngoại của mình, là có bà ngoại, có mẹ và có hai chị em. Bà ngoại năm nay là 93 tuổi rồi, đang có một cái sự gắn bó rất là lớn đối với cả bà mà nuôi Lan từ bé, từ năm 1 tuổi cho đến 4 tuổi. Gia đình của mình thì rất là thích âm nhạc, ai cũng biết chơi một cái gì hoặc là biết hát. Và đây là hai trong một số những cây đàn mà mình có, và chủ yếu là anh Loss hoặc là ba Xuân sử dụng. Anh Loss từ trước là cũng có trong ban nhạc punk rock và cũng có biểu diễn ở một số nơi ở Hà Nội. Bây giờ thì anh ấy chuyển sang là chơi trống. Một trong những thú vui của hai vợ chồng sau một ngày làm việc rất là căng thẳng là ngồi xem phim hoặc là chơi điện tử. Thì đây là một cái thú vui mà nói chung là chỉ có hai vợ chồng chia sẻ với nhau thôi. Chứ còn nếu mà bạn bè đến thì lại sẽ không bao giờ bật điện tử hay là bật TV hết cả. Và anh Loss và mình thì có một cái câu mà hay đùa với nhau là the couple who plays together stays together. Cái cặp đôi mà hay chơi điện tử với nhau thì sẽ luôn luôn ở bên nhau. Trong cái thời gian mà di chuyển nhiều ấy thì hai vợ chồng đã quyết định là mua một cái piano điện. Thực ra là học chơi rất là nhiều lần, đã có rất là nhiều những cô giáo dạy xuất sắc, nhưng mà bởi vì là trò này có học được một vài tháng và sau đó là đi chuyển sang một cái quốc gia khác và gián đoạn một cái thời gian rất là dài, cho nên là bây giờ mình đang phải học lại từ đầu. Gian bếp của gia đình Lan. Chúng mình rất là hay hoạt động ăn bữa ăn tối cùng với cả hai vợ chồng, cũng như là tổ chức những cái buổi ăn thân mật với cả gia đình lớn và bạn bè thân thiết. Thì không gian này thực ra là anh Loss sử dụng nhiều hơn Lan, cho nên là anh ấy có một cái quy định ở nhà, đó là không gian nào mà ai sử dụng nhiều nhất thì chỉ có người đấy được dọn thôi. Bởi vì là khi mà chúng ta dọn dẹp ấy thì là sẽ cất các thứ đi ở những chỗ khác nhau, cho nên là người nào mà sử dụng nhiều nhất thì sẽ là cái người mà có thể là được chọn những cái chỗ mà để cất các thứ. Một số những cái cuốn sách rất là nặng, nấu ăn của anh Loss, cuốn nấu ăn của đầu bếp Jamie Oliver, là cái cách nấu ăn làm sao mà chọn ra được những cái nguyên liệu mà tươi ngon và đặc sắc nhất. Và cái cuốn thứ hai mà mẹ chồng của mình đã tặng cho chồng mình, đó là cái cách làm bánh mì với cả Paul Hollywood. Anh Loss làm bánh mì rất là ngon. Anh Loss thì thường là nấu tất cả các món. Món Âu thì anh ấy nấu một cái món rất là công phu, gọi là Beef Wellington. Và món Việt thì mình nhớ có một lần
Trong khi mà vẫn còn đang tìm hiểu nhau thì anh Loss có đến nhà bà ngoại của mình và có làm món bánh tôm Hồ Tây. Và anh làm rất là ngon. Toàn bộ diện tích của ngôi nhà này là 180m và được xây trên 100m, có 2,5 tầng. Một trong những cái điều mà Lan thích nhất ở ngôi nhà này đó là cái khu vườn, nó rất là yên tĩnh và nó rất là riêng tư. Mình có một cái nơi mà mình có thể ngồi đọc sách, có thể là đưa con mèo ra đi bộ, hay là đơn giản là mình có thể picnic ở ngay ngoài vườn. Đấy. À, khi mà chuyển đến cái ngôi nhà này, mặc dù là Lan không phải là một người trồng cây thành công, nhưng mà khi mà thấy cái khu vườn của mình nó ra hoa ra quả thì cảm thấy rất là vui. Cho nên là Lan thấy là đấy là một trong những thành công nho nhỏ của mình. Ở trong cái ao cá này thì cũng có một số những cái thành viên mới trong gia đình. Đầu thì là các bạn ấy rất là sợ và các bạn ấy né ở trong những cái tảng đá đấy kìa. Nhưng mà rồi càng ngày thì cho ăn nhiều và các bạn ấy cũng quen mình và cũng chẳng hiểu tại sao mà Lan nuôi con gì thì nó thành béo con đấy.